Tính đến ngày hôm qua, ngày 19 tháng 2, tức là ngày mùng 10 Tết, hơn 98% doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 97% công nhân đã bắt nhịp sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán. Tại các doanh nghiệp đặc thù như là dệt may, da giày, lượng công nhân quay lại nhà máy cũng đạt trên 90%. Tín hiệu vui là đơn hàng đầu năm mới có nhiều cải thiện nên là công nhân làm việc trong không khí phấn khởi. Một số doanh nghiệp còn tuyển thêm lao động để mở rộng sản xuất, ghi nhận của nhóm phóng viên VTV Money. 90% người lao động tại doanh nghiệp này thì đã trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Do đặc thù là có nhiều công nhân ở các tỉnh xa thì nhà máy sẽ tạo điều kiện để họ trở lại muộn hơn. Và dự kiến là đến cuối tuần này thì công suất các nhà xưởng sẽ đạt 100%. Và ngay những ngày đầu năm thì công nhân đã bắt nhịp vào sản xuất ngay, được tăng ca từ 2 đến 2,5 tiếng mỗi ngày để mà kịp hoàn thiện các đơn hàng. Nhà máy là việc sớm hơn mỗi năm, công nhân như chị Ngoan còn được tăng ca. Công việc đầu năm bận rộn nhưng ai nấy đều hứng khởi. Cũng là một cái vui mừng là như mọi năm thì là vô là về giờ 4:30 không là về, nhưng mà năm nay vô như này là cũng phấn khởi. Đầu năm được tăng ca đơn hàng nhiều, thu nhập cho anh em có mức lương ổn định, bằng mệt mà vui. Vừa ổn định sản xuất, doanh nghiệp còn tuyển thêm 350 lao động với thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng một tháng. Một cái tín hiệu rất tốt với doanh nghiệp tôi là được khách hàng đặt hàng tương đối nhiều và chúng tôi đã nhận đơn hàng hết tháng 6 của năm 2024. Vì vậy mà cái nhu cầu lao động với doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Ngay ngày đầu năm khai trương là đã tuyển dụng lao động và người lao động tự tìm đến rất là nhiều. Trên 90% công nhân tại các doanh nghiệp dệt may cũng trở lại làm việc khi nhà máy khởi động sớm từ ngày 10 Tết thay vì ngày 12 Tết như kế hoạch ban đầu. Các doanh nghiệp cho biết đang tích cực chuyển đổi sản xuất, tuyển thêm công nhân, nâng cao tay nghề cho người lao động, đa dạng hóa thị trường. Hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 1. Hiện nay thì thị trường châu Âu thì chưa có dấu hiệu phục hồi nhiều, nhưng mà thị trường Mỹ thì cũng đã có cái dấu hiệu, đặc biệt là cái thị trường Korea là cái thị trường cũng đang phát triển tốt. Còn dự báo thì cái thị trường Nhật thì có thể sẽ duy trì nếu như ai đã thích nghi sản xuất những đơn hàng nhỏ và theo kịp được xu hướng về form dáng, về màu sắc, về thị trường thì các doanh nghiệp đó đều tự tin rằng là năm nay sẽ tốt hơn cái năm 2023. Đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động sau Tết tương đối ổn định với sự trở lại của đông đảo công nhân lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp. Đơn vị này đã nhận đặt hàng của 102 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển hơn 19.000 lao động, tập trung ở các ngành da giày, may mặc, kỹ thuật, cơ khí. Các phiên giao dịch kết nối, giới thiệu việc làm được triển khai ngay sau Tết để cung cầu lao động có thể gặp nhau. Em vừa liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố, thì công việc ví dụ như em đang tìm công việc gì thì anh sẽ tư vấn cho em.